vừa được gặp lại quý vị trong phần 2 của bản tin FVNC Thế giới ngày hôm nay 25 tháng 9. Kính thưa quý vị, niềm tin kinh doanh tại Đức đã giảm tháng thứ 5 liên tiếp xuống mức thấp nhất trong vòng 1 năm rưỡi qua. Và điều này càng làm tăng thêm lo ngại về tăng trưởng quý 3 của Đức và khu vực Eurozone. Nhưng một số chuyên gia cho rằng vẫn có hướng giải quyết. Hầu hết các doanh nghiệp trong tổng số 7.000 doanh nghiệp khảo sát ở khắp các lĩnh vực đều giảm niềm tin kinh doanh tại Đức trong tháng 9. Thông tin này đến sau khi có kết quả báo cáo cho thấy nền kinh tế Đức suy giảm 0,2%. Điều này khiến kinh tế Đức thêm đáng lo ngại sau khi đã có những kết quả rất khả quan nhờ vào thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng. Một số chuyên gia cho rằng tình trạng này không quá đáng lo. Chúng ta không nên dùng từ suy thoái, chúng ta có một quý 2 tăng trưởng yếu ớt và một số dữ kiện cho thấy quý 3 cũng không mấy khả quan. Nhưng nhìn chung, mức tăng trưởng năm nay so với năm ngoái có khá hơn, bằng chứng là trong quý 1 chúng ta đã làm rất tốt. Nguyên nhân chính được cho là vì khủng hoảng Ukraine và tình hình chung của toàn châu Âu. Một số dữ liệu cho thấy Đức cần phải tung gói hỗ trợ thị trường như điều mà ECB muốn. Tình hình hiện tại không quá đáng lo, nhưng nó cho thấy đã đến lúc cần phải thay đổi. Lời hứa giữ chính sách tài chính nới lỏng của ECB sẽ là một động lực cho lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng Eurozone, nhưng chỉ khi nào đầu tàu kinh tế khu vực là Đức nhất trí thực hiện kế hoạch này. Sau khi đồng rúp Nga trượt giá kỷ lục, thì Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương nước này khẳng định đây không phải là một mối nguy lớn đối với nền kinh tế nước Nga. Phát biểu tại hội nghị đầu tư vào Nga diễn ra vào ngày 23 tháng 9, Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga bà Xenia Yudayeva khẳng định đồng rúp trượt giá không phải là mối nguy lớn đối với kinh tế Nga, bởi vì Nga còn nhiều chuyện đáng lo hơn nhiều. Chúng tôi không lo lắng lắm về đồng rúp, điều mà chúng tôi lo là giữ ổn định thị trường. Dĩ nhiên, lạm phát là một chuyện cần phải quan tâm, lạm phát và sự ổn định tài chính. Hồi tuần trước, đồng rúp đã trượt giá kỷ lục khi nguồn cung ngoại tệ lâm vào cảnh thiếu thốn vì Nga không thể tiếp cận thị trường tài chính của phương Tây. Tăng trưởng chậm tốc và các biện pháp cấm vận cũng như tâm lý hoang mang của thị trường đã khiến cho đồng rúp rớt giá. Nhưng chúng tôi không đưa ra một dự báo nào về tỷ giá. Chúng tôi tin rằng mọi chuyện sẽ sớm ổn định trở lại. Để đối phó với tình trạng này, Ngân hàng Trung ương Nga đã nâng lãi suất 3 lần trong năm nay, nhưng đến tháng này thì lãi suất vẫn chưa thay đổi nữa. Giới chuyên gia cho rằng không giống như những lời quyết liệt đã nói, Ngân hàng Trung ương Nga đang khá lúng túng trong quyết định của mình. Đương theo các nước phương Tây thì Nhật Bản cũng vừa tuyên bố sẽ gia tăng cấm vận với Nga. Tuyên bố được đưa ra hôm thứ Tư 24 tháng 9 thể hiện quan điểm của Nhật đối với đồng minh Mỹ gia tăng cấm vận với Nga. Các biện pháp cấm vận mới bao gồm cấm các ngân hàng Nga tham gia giao dịch chứng khoán tại Nhật và tăng cường kiểm tra không để vũ khí xuất sang Nga. Ông Yoshihide Suga, chánh văn phòng chính phủ Nhật Bản, cho biết động thái này thể hiện tiếng nói chung của nhóm G7. Nhằm thể hiện quan điểm trong vấn đề Ukraine cũng như sự hợp tác chặt chẽ của nhóm G7, chúng tôi đã đưa ra kết luận trong cuộc họp G7 diễn ra trong kỳ hội nghị Liên Hiệp Quốc. Các biện pháp cấm vận của Nhật Bản nhẹ nhàng hơn các nước phương Tây. Các chuyên gia cho rằng đây chỉ là một số biện pháp nhằm làm hài lòng người đồng minh Mỹ. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hứa sẽ đến thăm Nhật Bản vào tháng 9 này. Tuy nhiên, sau động thái gia tăng cấm vận của Nhật, chuyến thăm này khó có thể diễn ra. Tuy nhiên, dự kiến Tổng thống Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ có cuộc đối thoại bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC diễn ra vào tháng 11 năm nay. Kính thưa quý vị, Thủ tướng Nhật Bản đã thiết lập Women Economics như là một chìa khóa để làm sống lại nền kinh tế. Nhưng điều đó khó có thể thực hiện khi mà môi trường công sở vẫn còn là một nơi quá khắc nghiệt đối với người phụ nữ Nhật Bản do thường xuyên phải đối mặt với quấy rối và bắt nạt. Matahara hiểu nôm na có nghĩa là quấy rối thai sản, là một cụm từ được dùng để chỉ việc các thai phụ không được hưởng những chính sách ưu tiên trong thời gian họ mang thai. Theo những số liệu mới nhất của chính phủ Nhật Bản, số lượng phụ nữ nghỉ việc sau khi sinh đứa con đầu tiên đã tăng lên đáng kể. Điều đó có nghĩa rằng ngày càng nhiều phụ nữ không được hỗ trợ trong khi và sau khi mang thai. Một phần của kế hoạch cải cách của ông Shinzo Abe đó là gia tăng bổ nhiệm phụ nữ và vị trí lãnh đạo của các công ty từ 11 đến 30% vào năm 2020. Mới đây, ông vừa bổ nhiệm thêm 5 nữ thành viên và nội các mới của ông. Một người phụ nữ giấu tên cho biết cô đang khởi kiện công ty cũ của mình vì bị giáng chức khi cô yêu cầu một công việc ít đòi hỏi thể chất hơn trong khi mang thai. Thực tế là môi trường công sở vẫn còn là một nơi khắc nghiệt đối với phụ nữ khi mà việc bắt nạt hay quấy rối vẫn còn tồn tại. Sau lưng tôi là Tòa án Tối cao Nhật Bản, nơi mà chúng ta sẽ được nghe nói về quấy rối thai sản. Tại Nhật Bản, nhiều tổ chức giúp đỡ những phụ nữ này đã ra đời nhằm giúp đỡ họ tìm một việc làm thích hợp và cố gắng thay đổi tình trạng này. Cô Sayaka Osakabe, trưởng nhóm hỗ trợ những người đã từng bị quấy rối thai sản, chia sẻ kinh nghiệm bản thân với phóng viên Reuters.
Lúc trước tôi đã hỏi lãnh đạo công ty cũ rằng liệu tôi có thể nghỉ thai sản cho tới khi tình trạng ổn định được hay không, và tôi có cả giấy yêu cầu của bác sĩ. Ông ấy nói với tôi rằng tôi nên chọn một trong hai, hoặc là gia đình hoặc là công việc. Ông nói rằng muốn cả gia đình và công việc là một sự ích kỷ. Tôi nghĩ chính phủ Nhật Bản nên tập trung giải quyết những vấn đề ảnh hưởng tới phụ nữ, thay vì tìm kiếm phụ nữ vào những vị trí quản lý. Theo tính toán của Văn phòng Nội các Nhật Bản, nếu chính phủ không khuyến khích được phụ nữ và người lớn tuổi đi làm, thị trường lao động của Nhật Bản sẽ thiếu hụt hàng chục triệu người trong tương lai. Vượt qua Hồng Kông, thì thủ đô London của Anh đã trở thành thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Đây vừa là điểm mạnh mà cũng vừa là điểm yếu của thành phố được mệnh danh là trung tâm tài chính thế giới này. Rất nhiều người yêu thích London, nhưng cũng có rất nhiều người ghét. Nay họ lại có thêm một lý do nữa để lựa chọn quan điểm cho mình. Đó là theo hãng tư vấn bất động sản Savills, London đã trở thành thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Để sống ở London, một người phải chi 121.000 đô la một năm. Trở lại năm 2008, khi đó Hồng Kông đứng đầu danh sách, vị trí này được giữ vững trong suốt 4 năm qua, và London thậm chí còn chưa lọt vào top 5. Nhưng nay vị thế đã thay đổi, chi phí sống ở London đã tăng 40% trong vòng 5 năm qua. Đồng bảng Anh tăng giá, giá bất động sản leo thang từng ngày, đó là những nguyên nhân chính. Chưa kể cần phải nói đến một thực tế rằng London luôn thu hút dòng vốn đầu tư từ các nước phát triển. Cơ sở hạ tầng ở London thuộc hàng hiện đại và bền vững bậc nhất thế giới. Ngoài ra, nền văn hóa của London cũng rất đậm đà bản sắc, đó là chưa kể đến môi trường kinh doanh và pháp lý. Ở góc độ bất động sản, thị trường bất động sản London được điều hành rất chặt chẽ và dòng vốn đầu tư luôn lưu thông mạnh mẽ. Tuy nhiên, việc này sẽ khiến các công ty đa quốc gia càng e ngại khi quyết định mở văn phòng tại đây do chi phí sinh hoạt và bất động sản ngày một tăng cao khi đồng bảng mạnh lên. Cuối tháng 6, đồng bảng Anh chạm đỉnh 6 năm so với đô la Mỹ, hiện tỷ giá là một bảng đổi 1,63 đô la. Nhà đầu tư đang đặt cược vào khả năng Ngân hàng Trung ương Anh sẽ là cơ quan đầu tiên trên thế giới nâng lãi suất. Trên thị trường bất động sản, giá bất động sản tại London lại tăng 10,6% trong 6 tháng đầu năm. Giá trung bình một căn nhà ở đây hiện đã lên tới 500.000 bảng, càng ngoài tầm với của người lao động trong thành phố. London thu hút rất đông đảo giới giàu có trên thế giới. Họ coi đây là nơi trú ẩn an toàn cho tài sản của họ. Họ sẵn sàng chi trả rất nhiều tiền đầu tư vào London hoặc là để sống ở đây. Điều đó đã đẩy giá lên cao. Hiện tượng này đã trở thành một thực tế. Nguồn vốn đổ vào hệ thống tài chính, thị trường tài sản, chứng khoán, trái phiếu, bất động sản, v.v. rất nhiều. Nếu như ái ngại con số 121.000 đô la chi phí một năm, có những thành phố khác hoàn toàn đáng sống với một mức giá chấp nhận được. Chẳng hạn như là Rio và Mumbai, chi phí sống một năm chỉ khoảng 30.000 đô la. Trong vòng 20 năm nữa, chúng ta sẽ thấy những sự thay đổi rất thú vị trên toàn thế giới. Tôi cho rằng sẽ có những thành phố vươn lên, chẳng hạn như một số thành phố ở châu Phi, thủ đô Nairobi của Kenya hay là thành phố Lagos của Nigeria. Có khá nhiều báo cáo xếp hạng các thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Báo cáo của Savills tính toán các chi phí liên quan đến việc thuê và mua nhà ở và các diện tích thương mại mà không tính đến chi phí ăn uống, du lịch cũng như các chi phí khác. Ngược lại, hồi đầu năm nay, Economist Intelligence Unit đã tính toán giá cả của 160 sản phẩm và dịch vụ ở 140 thành phố khác nhau và rút ra kết luận Singapore vượt qua Tokyo để trở thành thành phố đắt đỏ nhất. Trong báo cáo này, London xếp thứ 15. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần 2 của chương trình, và Phiến xin mời quý vị vẫn tiếp tục giữ kênh FVNC để theo dõi phần cuối cùng với các nội dung nổi bật sau đây. Chứng khoán thế giới, nhiều thị trường quay đầu tăng điểm. Hiệp hội doanh nghiệp Pháp đề xuất ý tưởng tạo thêm việc làm.